cái số của em đây đúng không? Vâng, như em đúng rồi đấy. Công ghi lên tủ thế, đúng là công làm thế tôi thấy tôi không đồng ý với kiểu quảng bá kiểu này. Không không phải đâu anh ạ, mà như này, em là em thuê cái hai cái ông đi đi sơn ấy, thì em bảo là các khu đất thì sơn ở đây thôi. Để ai làm kia. Thế là các ông ấy tương hết cả vào đây. Mình làm nghề như thế thì nó hại cho xã hội ấy. Vâng, em hiểu. Như này làm này làm hại xã hội đấy. Vì người dân người ta về đây ở mà bị cái tình trạng mà tủ điện nó như thế này thì đúng là thôi, nếu mà nhiều ít nữa mà nhiều người về ở thì khả năng là em lại quét lại sơn thôi. Mình có hẹn với một bạn môi giới ở khu vực này, mình đang muốn xem là cách các bạn ấy tìm kiếm khách hàng và cách các bạn bán hàng với cái việc là đi sơn hoặc dán các cái số điện thoại của các bạn lên trên tường rồi trụ cột điện như thế nào. Hiện tại mình đang ở đúng cái đèn xanh đèn đỏ của ngã tư Trạm Trôi, trung tâm của huyện Hoài Đức, sau này thì họ sẽ lên quận. Thì đây bây giờ hạ tầng ở cái trung tâm của huyện Hoài Đức sắp lên quận, nhưng mà mình thấy thực sự là nó thua rất nhiều nơi như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, rồi một số các cái khu vực khác. Nói chung là huyện Hoài Đức là mình thấy là cái khu vực trung tâm Trạm Trôi này hạ tầng không ok lắm, vỉa hè vỉa hiếc vẫn là gạch block kiểu dạng xi măng, và một số các cái công trình hạ tầng liên quan đến các khu vực này như hai cái khu vực đất của dịch vụ đấy, đất dịch vụ ấy, đất trả đền bù cho dân ấy, là mình thấy hạ tầng nó rất là bẩn thỉu. Tí nữa chúng ta sẽ vào trong cái khu vực này. Đấy là những cái mà hệ quả của vấn đề quản lý nhà nước dẫn đến người dân được hưởng cái đất dịch vụ ở đấy chịu ảnh hưởng. Chứ nếu mà người ta đầu tư hạ tầng ngon này thì khu vực này đã rất là phát triển, và đất giá nó có thể là trung tâm của huyện như này nó có thể lên 100-200 triệu một mét vuông, nhưng hiện tại thì nó vẫn loanh quanh 60-70 triệu tùy từng vị trí, có những vị trí nó lớn hơn. Đấy, thì đây phía là công an của huyện Hoài Đức này. Đấy, cái tòa nhà 7-8 tầng đây là công an huyện Hoài Đức. Thì cái khu vực đất dịch vụ ấy nó nằm đằng sau cái khu trụ sở của công an huyện Hoài Đức này. Đây là cái nối vào này, nối vào của cái khu đất dịch vụ. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại để chúng ta vào sau. Chúng ta đi quá lên một tí để chúng ta có cái nhìn tổng quan. Chúng ta sẽ rẽ vào cái khu vực mà có cái nối, có cái khu đô thị Nideco ở đây đấy. Khu đô thị cũng để hoang một thời gian rất là dài và bây giờ cũng đang lấy lại được cái đà vì tốc độ phát triển, hoặc là do quận Hoài Đức nó có cái định hướng 1, 2 hoặc 3 năm nữa lên quận, nên một số khu đô thị là bắt đầu người ta tập trung vốn vào, người ta cải tạo lại, và người dân người ta đầu tư vào đấy, người ta cũng bắt đầu người ta sửa chữa các cái công trình, các cái nhà ở biệt thự hoặc là liền kề để người ta làm sáng sủa các cái khu vực mà người ta đầu tư lên để bán. Vì đất ở đây bây giờ lên khá là cao rồi, 70-80 triệu đồng một mét vuông. Một cái lô biệt thự nó, một cái lô liền kề đấy, đơn lập hoặc là song lập nó cũng có khoảng giá khoảng 13-15 tỷ. Đường hạ tầng các bạn, đây là cái trục đường nhánh của trung tâm của huyện Hoài Đức, nhưng mà nói chung là về cơ bản nhà cửa vẫn như đất ở quê thôi, không có gì gọi là bóng dáng của quận cả. Đây là cái cổng chính vào khu Nideco này, đây, khu đô thị Nideco đây các bạn này. Đấy, cổng chính vẫn là được rào. Rồi chúng ta đi quá đây một chút. Cơ bản nó lên quận thì chắc chắn là sẽ có nhiều các cái dự án đầu tư lớn hơn nữa vào cái khu vực này, nhưng thấy cũng im lìm lắm. Đất trung tâm của quận mới đang có 70-80 triệu thì ở trong khu thôi, còn ngoài mặt đường thì mình không nói, ngoài mặt đường thì có thể là 120-130-150 cái đường mặt đường 32 ấy. Đây cũng là một khuôn viên, thì ở khu này thì thấy là dân cư về ở và cũng khá là sạch sẽ rồi. Nhưng mà hạ tầng bên ngoài đường xá này nói chung là chắc cũng phải mất 1-2 năm nữa may ra mới sạch sẽ được. Bên trong cái khu đô thị Nedeco này thì cũng
có một số khuôn viên thì cũng hạ tầng cũng khá là tạm tạm về người dân về ở rồi, nên khả năng tự người ta sửa chữa vỉa hè với là người ta dọn vệ sinh nên nhìn nó gọn sạch sẽ như này. Những cái khu mà chưa có người ở thì nó hoang tàn, nhà cửa xây 5-7 năm để đấy xuống cấp hết. Chung cư thì về cơ bản cũng đã mọc lên cũng một số ở khu vực này, Tân Việt này, Tân Việt rồi rất nhiều Tân Tây Đô này cũng nằm ở các cái khu vực của trung tâm của huyện Hoài Đức. Rồi có lẽ là chúng ta sẽ tua nhanh cái đoạn quay ngược trở lại để đi vào cái khu đất tái định cư, đất dịch vụ tái định cư đấy, đất dịch vụ của khu Trạm Trôi. Mà cái khu vực đấy là khu vực đằng sau của công an huyện Hoài Đức, nó vẫn còn một cái khu đất dịch vụ cũng là Trạm Trôi nhưng mà nó ở bên kia đường, nó là ở cái khu vực sân vận động của huyện Hoài Đức. Rồi chúng ta quay trở lại với trụ sở của công an huyện Hoài Đức. Cái lối rẽ vào nó nằm ngay bên cạnh đây thôi. Nhưng không hiểu sao cái khu vực này do chắc thời Covid vừa rồi nên cái việc quán xá ở mặt đường này nhìn thấy hơi điều hưu. Hạ tầng đây các bạn này, rõ khổ với những cái khu gì nó liên quan đến nhà nước, xuống cấp rất là nhiều. Đường vào có cái cột điện này cũng để giữa đường luôn. Và tí nữa chúng ta cũng có nhìn thấy cái cảnh mà cái đường điện, đường dây điện 35 ấy, nó còn chạy xuyên qua hai đến ba cái nhà dân ở đây. Một cái câu chuyện rất là buồn cười và có lẽ là phải đưa lên báo. Nghe đường điện nằm chềnh ảnh ra cái khu tái định cư này, khu đất dịch vụ này mà không giải quyết. Đấy, hạ tầng các bạn nhìn xem. Hoàn thiện hạ tầng làm cho nó có, bẩn thỉu nhếch nhác hố ga rồi làm đường xá cái kiểu làm cho nó xong, còn kệ mẹ chúng mày muốn ở thế nào thì ở. Có khổ người dân không các bạn thấy? Và hầu như ở đây các cái dân mà được hưởng tái định cư, người ta hầu như là đất thương mại dịch vụ này là họ đã bán hết cho nhà đầu tư rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy đường dây điện nó cắm thẳng vào trong nhà chưa? Đấy, và hôm nọ mình cũng đã có một cái video review cái phần đường điện này rồi, là người ta phải gì? Không chờ giải phóng được, người ta cần có chỗ ở, người ta phải cắt cái đường dây điện này đi. Không điện đường cái đường dây này vẫn có điện nhá, nhưng người ta phải cắt đi. Và các bạn có thể nhìn thấy có một cái dây ngầm này, nó kéo xuống đây này. Đấy, dây ngầm kéo xuống để đi ngầm dưới đất. Đấy, xong là đi đến cái đầu cột kia lại ngoi lên đấu vào, và cái đường dây cắt đi, phải cắt đường dây đi, và chắc chắn là phải mất khá nhiều tiền để người ta làm, và người dân phải bỏ cái chi phí ra. Đấy, bỏ chi phí ra khoảng là 100-200 triệu hay vài trăm triệu để đấy mua cái đường dây ngầm, chôn thi công và nhờ bên điện lực cắt cái điện đấy đi, và đường điện sẽ đi ngầm xuống đất. Còn do là chưa giải phóng được cái đường điện đấy nên là đường dây điện vẫn phải treo trên cây, trên cột và phải đi xuyên qua nhà của người ta. Một câu chuyện, nói chung chỉ có những cái câu chuyện, nó nhiều cái nó chắc là chỉ có ở Việt Nam thôi, và nhiều khi là chắc là có ở Trung Quốc nè. Nhưng bây giờ Trung Quốc thì có Tập Cận Bình làm rất là mạnh mẽ rồi. Bây giờ thì bác Trọng, bác cũng làm rất là mạnh mẽ. Rồi chúng ta tới nơi rồi, gặp bạn môi giới rồi. Mình muốn gặp bạn ấy để tham khảo giá đất ở quanh đây. Đấy, để xem là giá đất ở quanh đây với từng người thì người ta sẽ nói giá cả thế nào. Em đi việc thì em đi thẳng đây. Đây, nó nằm ở bên này, chỗ trước cửa của cái thằng công an ấy. Anh ạ. Công an ạ. Còn một lũ này là trẻ nhất của nàng ở đây, bây giờ nó đắt lắm. Bây giờ trung bình không toàn rồi. Chớm 7x, chớm những cái nô góc. Nino góc vừa bán cách đây khoảng độ 2 tuần là 83 triệu mét tím. Ngay đây 72,7 mét. 83 triệu 83 triệu mét nô góc. Nhưng mà đẹp lắm. Lên nhanh nhỉ, mới tầm trước Tết anh lên đây một lần rồi. Rẻ đúng không? Trước Tết thì nó khoảng 60 thôi. Trước Tết ở đây cũng tầm trên 60 rồi. Cách nô này một nô, xong đi nó tầm
tập quay hướng nam nhỉ? Tây Nam. Tây Nam. Khả năng nó tập đây như đây. Em có sổ không? Có sổ. Mấy mét mặt? 3m69. Diện tích là 66,9 mét. 3m69 thì sâu là 10. Sâu khoảng 18 mét. 18 mét. Rẻ nhất ở đây rồi. Nhỏ quá nhỉ. Đất dịch vụ nên nó. Đất dịch vụ nó chia không được đều. Đây giá bao nhiêu? Đây, như lô này hiện tại bây giờ là đang là 64 triệu một mét anh ạ. Có thương lượng đấy. Đây anh, em gửi anh. Đây em gửi cho anh ra lô tầng. 69 mét ạ? 66,9 mét. Có thương lượng được khả năng là tầm xuống khoảng độ 63 mà mình tự là 3.69 là sâu 18 mét. Sâu khoảng 18 mét. Không có giá đấy. Đất thương mại dịch vụ. Vì là hôm nay em cũng cân đối cả lô này với lô kia thì em lại lấy một lô, em lấy cái lô em đang xây rồi kìa mà nó đang san gần và nó đang san ấy, nó anh vào là 66 triệu một mét, 88,6 mét. Đường điện này cực kỳ nó bỏ đây là. Bởi vì là cái đoạn này mình vào đường xá nó vẫn còn kém, thành ra cái mức giá thành em thấy nó vẫn ổn. Chứ như các anh mà đi vào khu Tân Lido hay khu Tân Việt bây giờ giá nó xinh xem như đây rồi. Thậm chí Tân Lido bây giờ có những lô nó còn 7 triệu mét. Anh chắc anh vào cà phê Trồn Tân Lido chưa? Cái ngõ đằng trước là cà phê Trồn đấy. Nó bây giờ nó phải rơi vào khoảng 73 triệu mét, nó còn đang có một lô 45 mét ở đấy. Chắc dẫn anh cái lô ngay giáp chỗ công an này. Nó ngày đấy thì là bao nhiêu tiền anh? Chắc tầm 61 à? Không, có năm mấy thôi. Năm mấy? Cái lô đấy này anh chưa có giấy tờ. À, cái lô ngay chỗ cái bốt chờ công an này, giáp đấy. Giấy tờ hết rồi, giờ liền rồi. Mặt 10 mét. Cái lô giấy tờ như này bảo là làm được giấy tờ mà thôi, nói chung là không liên quan, chưa có giấy tờ để cũng không quan tâm. Ở đây em có mỗi lô này thôi à? Còn một lô này nữa nhưng mà hơi cao đấy. Cái lô này là đáng thích nhất. Em ở đây à? Vâng, em văn phòng em ở ngay chỗ cổng Vino D. Cổng Vino D đi vào. Em văn phòng gì? Em văn phòng ở đấy là đất xanh nhưng mà đất xanh ở đấy là. Em vừa quên lên đấy chứ. Đang đi đường anh gọi nhưng mà thôi để chạy ra đây kiểm tra luôn. À, quê lên đấy, quê ở đâu? Về cái vợ Sóc Sơn hôm qua. À, quê ở Sóc Sơn à? Quê vợ em ở đấy. À. Tiện chưa kịp thay quần áo gì thì em chạy đây luôn. À. Mẹ cái khu Lideco cái biệt thự nhiều nhưng mà bỏ hoang cũng nhiều nhỉ? Nó cũng có chủ hết rồi đấy. Đương nhiên rồi, nó chủ nhưng mà nó thừa tiền đấy, đầu tư vứt đấy. Có những ở trong đấy khu biệt thự đấy cho bao nhiêu khoảng bao tiền? Có những ông vật chúng nô đây, ví dụ như thằng nhà vườn 30 năm, nhà vườn 3 năm đây, trước mặt anh em mình 144 mét và bây giờ nó đang đòi 13,5 tỷ. Đấy. Có nhà rồi, khung trường đấy rồi đúng không? 4 mét. Ở đây có 13 tỷ mấy á? Nhưng mà nó có 144 mét, còn bình thường của nó là hơn 200 mét. Thế thì cũng khoảng chưa đến 100 triệu mét vuông mà. Làm gì bên đấy rẻ mà, chính là mua bên đấy vẫn được giá. Nhưng mà có sổ chưa? Sổ có sổ đang hoang hết rồi, sổ đỏ đang hoang hết rồi. À. Em có data bên đấy chứ? Có, bên này khu vực này em làm hết mà. 13 tỷ, 144 mét vuông. 13 tỷ rưỡi là chủ đang đòi thu ấy. À. Nô 30 năm ô số 08. Đấy, anh tí anh dạo vào anh xem. Có khung nhà hết rồi, có nhà rồi. Có nhà hết rồi. Giờ chỉ làm nội thất với nhà làm lại. Dãy này thế đâu chưa đến 100 triệu, 80 triệu một mét thôi. Chưa đến 100 triệu. Thế đất của nó tương đương đất đầy 70 triệu. Còn có khi đất. Mình chia ra có khi còn rẻ hơn là đất dịch vụ ấy. Ừ. Cơ bản là mảnh nó to. Và đất nó to tiền quá thì. Bên này nó có cả nhà. Cái lô này em nói lô này. Lô này có vẻ to 110, nhỉ. Em không nhầm thì nó rơi vào 118 hay 119 mét ấy. Trước em bán cho anh này là giá 64 triệu. Thế thì trong khoảng độ một tháng thì anh đấy đợt đấy anh rút anh đầu tư đâu anh bán rẻ lại là 63 triệu. Bây giờ là ông này trước Tết thôi, ông này ông đang đòi là thu về là 73 triệu một mét. Mảnh này á, 73 triệu. Ông ấy nên 10 giá, tức là mảnh này thì bây giờ người ta không giao bán. Thế nhưng mà đấy em bán. cứ bảo là cứ đủ giá đấy thì họ bán là đúng không? Xong và họ như cái đặt target đấy. Dạ. Còn bán được thì bán, không bán được bỏ đấy. Nhưng mà
về cơ bản thì ở đây thì các lô bình thường thì mày này là hơn 6 mét đấy, mà này của nó là rơi vào khoảng độ gần 7 mét rồi, chứ là mình nhớ không nhầm. Tầm bao nhiêu mét? 118 hay 119 mét rồi. Mày này có nó đẹp, mày này nó cạnh nó góc, ngay sát nó góc luôn. 118 mét. To tiền, to tiền. Mặt của nó phải đến tầm khoảng 6 mét ra. Sâu nó khoảng độ 19 mét. 18, 19 mét. 8 mét rưỡi. Kìa. Em không có sổ à? Cái này thì để em về em kiểm tra cho. Thì là đấy như người ta bán ngày trước. Bây giờ vừa rồi em vừa hỏi là cái mặt đường bây giờ chắc phải 150 à? Mặt đường này em thấy 150 sao được anh? Đường đấy bây giờ cũng phải cả 200 triệu. Không, không, không đến đâu. Có một cái nô hôm vừa rồi 40 mấy mét mà người ta ra là 135 triệu. 135 triệu. Mặt đường trục này luôn. Mặt đường này luôn. Nó là đứng trước cái khu thân vận động, các anh xem. 135 triệu thì nó có 5 tỷ, 4 5 tỷ, 6 5 6 tỷ thôi à? Mặt đường 32 này cơ mà. Nó của nó là 45 mét thì 235 tỷ mấy, 6 tỷ nó có 4 mấy mét thôi. 52 mét. Hai mét nó là 7 tỷ. Như thế này anh em bọn em như thế em phải quản lý. Đi thuê người người ta làm kiểu này thì nó chính bản thân giả sử như bọn anh khi mà bọn nhìn những người đi mua đất chuyên nghiệp ấy, mà nhìn thấy như này mà anh sẽ không gọi đâu, vì biết là người ta làm như thế chắc chắn là người ta không chuyên nghiệp rồi. Thôi để khi nào hôm nào ấy em sơn lại. Thì nhìn nó không phản cảm. Thì bản thân giả sử mình về mình ở một khu nào đó đúng không, bản thân mình về mình ở xong cái thằng nào nó lại đi làm thế ngay trước cửa nhà mình thì mình cảm xúc mình như thế nào, thì người ở về đây ở người ta sẽ bị thế. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Tùng. Tùng à? Anh lưu cái số của em à? Cảm ơn Tùng nhá. Dạ vâng. Rồi em sẽ rút kinh nghiệm các bạn có ví hôm nay em cũng không ấy, em cũng sẽ rút kinh nghiệm. Anh nghĩ nếu không thì lấy giấy dán bảo nó in giấy. Không, cái này là... giấy thì nó hay bị kiểu này sơn hay bị bóc. Cái này em sơn lại. Em thấy nó số điện thoại của em khắp nơi nhưng mà hơi phản cảm. Thứ nhất anh em Zalo cứ có số liệu của bọn anh cứ xem cái thông tin của em nhé. Cảm ơn anh. Em nhé.